thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đồng. Và đây là trâu vô địch của năm 2023 tại lễ hội chạy trâu đình làng Đấng Quảng Tân Khai năm nay. Và Lê Tuấn lưu lại một chút kỷ niệm giữa ông trâu này và ông trâu UB18. Và dù đang trao giải nhưng mà chủ trâu và trâu đã dắt ở đây và đã làm lễ xong. Đấy. Ok. Đánh vào mặt. Rất kiên lì. Nhưng mà 18 bác à, 18 đâu đó. Đánh nó bắt không à? Có đứa năm nay đánh đầu tiên vào. Quá siêu. Và cái này vô địch năm ngoái mà. Chưa à? Bỏ sao là năm nay chủ tịch thanh con luôn chứ. À đúng rồi. Quá tuyệt vời luôn. Xin chúc à. Sưng mắt rồi. Cho ra đây đi. Cho ra đây. Cho ra đây, tạm bái đấy. Rồi đây. Rồi, quá tuyệt vời. Đây là trâu vô địch. Con kia cũng to, hai con bằng nhau đấy. Con UB18 á, cũng có nhiêu con này. Năm ngoái là con em. Từ từ em. Cho ta chiếm ngưỡng luôn. Cho anh em chiếm ngưỡng luôn đi. Rồi. Ok. Đấy, vô địch năm nay nha. Đây 11 là vào gặp UB18. Con kia bị hai vết và đít. Này sưng mặn tết. Đỏ mà. Đó bên này, bên này đỏ mà. Và hơi đặng tí bên này. Không sao. Rồi, quá đẹp luôn. Quay kỷ niệm lên cho anh em cộng đồng mạng ủng hộ số 11 vào gặp UB18, hạ gục UB18. Ông này hổ lao UB18. Tổ vật vã. Bé cái đít của UB18 nó bự to. UB18 mới đít là to hơn con này nè. Rồi, xin chúc mừng và chào tạm biệt tất cả lễ hội chạy trâu đình thần Đấng Quảng. Và Lê Tuấn xin phép xin chào cả nhà và dừng video tới đây nhé. Rồi, và lễ hội đã xong. Rồi, ok.